Mình xin thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình có nhờ sửa hai cái đèn này nè anh em. Thì mình có nhận sửa hai cái đèn này và mình kiểm tra, mình quay lại để cho anh em xem. Anh em có thể sửa được như mình ha. Thì tình trạng của hai cái đèn này như thế này. Cái theo mà ông bạn mình nói thì cái đèn này nè, sạc thì nó lâu vô pin, mà xài thì nó mau hết pin đó. Mua về chưa xài gì trơn á mấy, anh em thấy còn rất là mới luôn á, hầu như là mới chát luôn á đó. Và đưa cho mình cái củ sạc luôn nè, đưa cho mình một cái củ sạc, đó là output DC 4.2V 500mAh. Đầu của nó thì chui nhỏ này nè anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ là ghim điện vô và test thử coi ha. Mở thì nó không có lên rồi đó anh em ơi. Đó, đầu tiên phải có cái nguồn trước nè. Ở đây nè mình mở lên nè, không có lên, không có điện. Bây giờ mình sẽ ghim vô nè. Mình đã ghim điện vô cái ấy rồi. Đó. Thì mình cũng không thấy cái hiện tượng gì. Rồi khi mình mở thì nó sẽ cháy đèn lại nè đó. Rồi giờ mình sẽ tắt đi, mình sẽ để tạm thời để ở đây thử coi. Tắt để đây. Rồi tiếp tục cái đèn thứ hai. Cái đèn thứ hai thì cũng y chang vậy nữa. Đây là cái đèn pin. Đèn pin nè, nhắn nè, không có lên gì chứ. Đây là báo dung lượng pin nha. Thì mình chuẩn bị một cái chui sạc nó rồi nè anh em. Hiện giờ trời đang mưa ha, có ồn ào một chút đó, mình ghim vô sạc vô nè. Đó thì chỗ này nó báo lên, đó là cái mức pin đó, mới có ghim vô mà nó báo nè, nó nhảy từ luôn đó. Chứ mở đèn thì nó sáng ha. Đó thì mình cũng để một chút coi nó ra sao ha, để một chút xíu tôi coi nó như thế nào nha nè. Rồi anh em ơi, thì mình nãy giờ mình để nó cũng lâu lắm rồi đó, mình để nó cũng thời gian rồi, khoảng 10 phút rồi đó. Nếu như cái đèn bình thường thì để như thế này thì mình mở nó sẽ vô điện nha. Còn bây giờ mình để kiểm tra thử coi, mình rút cái này, mình rút này ra nè. Rồi mình sẽ mở lên coi. Rồi nó vẫn không lên ha. Như vậy là không có, nó là điện cái này coi. Rồi có sáng nè nè, cái này còn pin nè, nhưng mà tắt luôn rồi. Có cái sáng mà tắt luôn rồi. Như vậy là cái này pin nó cũng yếu rồi, còn cái kia là nó hư pin luôn rồi đó. Bây giờ để tiếp tục mình sạc nó, cái này bỏ nó qua một bên đi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành sửa cái đèn này đây, mình sẽ tháo ra coi nó như thế nào ha nè. Rồi anh em ơi, mình lại quay thì mình cũng mở được rồi nè. Rồi dán keo lại nè anh em, dán quá hời hợt luôn. Còn cái nắp bên trong đó nè anh em nhìn thấy nè, đó led thì không có hư nha. Mình sẽ tháo mấy con ốc này ra, tháo bốn con ốc này ra để mình coi cái pin bên trong nó như thế nào. Bên trong thì nó có một cái mạch sạc và một cái viên pin thôi ha. Rồi mình coi pin nó như thế nào nha. Rồi sau khi mình đã dạng ốc ra rồi thì mình sẽ tháo cái miếng led này ra. Đó, như thế này. Bên dưới này nó có như thế này, là có ba cái viên pin luôn. Ba viên pin. 18650 2A gì 2A tại 3.7V. Đây. Nó có ba cái viên pin như thế này nè. Đó anh em thấy không? Ba cái viên pin này là sạc nó không vô. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cho thử sạc pin nó có vô được cái các viên pin này không nha. Bằng cách là mình sẽ lấy cái
không được anh em, mình không có cái chui đó, nên bây giờ mình sẽ tiến hành đo các viên pin này coi. Không còn rồi, không có còn là ampere nào hết trơn anh em ơi. À. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay các viên pin này ha, bằng cái viên pin mà là anh ấy đã đưa cho mình, là có một cái viên pin này đó, mua với giá 15.000, pin này pin laptop. Mình sẽ đó là tiến hành thay vào ha, như thế nào anh em. Cái viên pin laptop này thì để mình đo lại coi nó có dung lượng không nha anh em, trước khi mình thay vào. Nhưng bên này là như hết pin luôn à. Nhưng pin này cũng đi luôn rồi anh em ơi. Quá thấp à. Đó, nhưng pin này thấp. Dung lượng tệ quá. Đó, dung lượng của nó là 2 mấy V nè. Ok đi. Mấy V chưa có sạc đầy mà. Ha. Để mình kiếm cái viên pin nào của mình thay vô cho bạn mình đi. Viên pin này là 1000 mấy trăm mAh nè. Coi dung lượng nó như thế nào. Đây. 2 mấy V. 4.1 V. bốn phẩy một V. Viên pin này nó còn cầm nè, viên pin này của mình còn cầm nè. Bây giờ nó là 4.1 V đó. Rồi mình sẽ quyết định đó là thay cái viên pin này, nặng dữ lắm à, viên pin này của mình nè, vô cho nấy nha. 7.2 W giờ nè, còn viên pin này thì tệ quá, bỏ nó qua bên đi. Giờ mình sẽ tiến hành thay viên pin này vô đó nha anh em, mình có thay một viên thôi. Rồi cái quá trình làm thì nó hơi gườm gà cho nên mình sẽ thu nhanh cái đi cái quá trình làm nha anh em. Rồi nè anh em ơi, sau khi mình đã hàn xong rồi nè, bây giờ mình hàn xong vô hai cái viên pin, vô cái chân pin nữa nè, viên pin vô cái cánh dĩ rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành test thử coi nó có lên không anh em. Mình test thử coi nó có lên và sạc nó có vô không nha. Đó, đèn sáng rồi nè anh em. Thấy không? Đó, đèn sáng rồi nè, mình sẽ tắt đèn. Đó, anh thấy anh em thấy đèn nó sáng rồi nè. Đó. Rồi sáng luôn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô lại nha anh em. Ok rồi. Sạc pin thử luôn đây vô. Đấy, ghim vô. Đấy. Chỗ nào để nhận biết nó là sạc ta? Đấy, đây, cái đèn nó đỏ nè anh em. Nè cái đèn chỗ này nó đỏ nè, là nó chứng tỏ là sạc nó vô pin rồi ha.
Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ với anh em cách để mà chúng ta đó là sửa một cái đèn nha anh em, đèn sạc ha, mà sửa thành công luôn à ha. Thì hy vọng rằng là nếu như anh em mà gặp cái trường hợp giống như mình đó, thì anh em có thể đó là sửa được nha. Rồi mình xin thân chào và hẹn gặp lại anh em trong các lần chia sẻ tiếp theo ha. Rồi bye bye.